Xin chào quý vị trong chương trình Trực Diện TV. Tiếp tục nói về cái sự kiện mà ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Mark Knapper đến cái vùng Lý Đô Sài Gòn và được những người gọi là dân cử, rồi những người gọi là đại diện cộng đồng và một số các cái doanh nhân ở trong cái khu vực đón tiếp. Thì cái sự việc đó đã tạo ra một sự tranh cãi trong mấy ngày qua rất là dữ dội. Chúng tôi đã nhận khá nhiều những cái email, thậm chí là nhiều cái cuộc điện thoại của những người trong cái vùng Lý Đô Sài Gòn. Kể cả những người trong cái lực lượng gọi là chống cộng, những người gọi đấu tranh, ngay cả những người trung dung và ngay cả những người mà họ thân với cái chính quyền ở Việt Nam. Thì cái góc nhìn của mỗi một cái người đó hay là một cái nhóm hay hội đoàn nó có khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đó, đối với cái cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại, cụ thể là cái vùng Lý Đô Sài Gòn, cái nơi trước đây thường mệnh danh là một cái nơi chống cộng rất là đậm đặc, rất là dữ dội và nói không với cái chính quyền Việt Nam, rồi thường nói là đây là cái cộng đồng cờ vàng, cộng đồng đấu tranh dân chủ nhân quyền các thứ. Nhưng mà với cái cuộc đón tiếp lần này, cái cuộc đón tiếp lần này nó diễn ra không chỉ là ở Phước Lộc Thọ không. Theo như những thông tin mà hiện giờ chúng tôi nắm bắt thì có ít nhất là một vài các cái điểm nữa. Thì đa phần là những cái điểm đó là những cái điểm là cái cơ sở thương mại hoặc là một cái cơ sở tôn giáo gì đó, hay là ngay cả ở khu vực nhà riêng. Vấn đề đáng nói ở đây đó là dù cho ở chỗ nào đi nữa thì cái cuộc đón tiếp của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là được có sự hiện diện của những người dân cử, những người đại diện trong cộng đồng. Đó mới là vấn đề. Và người ta thấy một hình ảnh vô cùng nổi bật trong suốt cái cuộc mà đón tiếp đó ở nhiều nơi đó là không có cờ vàng và không nói gì về cái việc mà Việt Nam Cộng Hòa, không nói gì về những cái vấn đề dân chủ nhân quyền dữ dội như của Việt Nam, không có đặt ra cái vấn đề là phải ngăn cản cái sự phát hợp tác gì đó giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cả, mà thậm chí ngược lại, phía bên ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến cái vùng còn báo cáo về cái thành quả quả báo cáo về cái việc mà đã kết nối quan hệ với Việt Nam, nâng cấp quan hệ và có mở ra những cái cơ hội để mà làm ăn, và nói rằng nước Mỹ phát triển là Việt Nam phát triển, Việt Nam phát triển là nước Mỹ cũng phát triển, tức nghĩa là trong hai nước có một cái sự quan hệ chặt chẽ với nhau. Cái tờ báo Reuters cũng đã đăng những cái nhận định như vậy, và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì cái cộng đồng cờ vàng lúc nào đi ra tranh cử, lúc nào đi hô hào kêu gọi quần chúng, mà cái quần chúng mà trong cái khu vực gọi là thù hằn với chính quyền của Việt Nam, thù hằn với cộng sản, lúc nào cũng lên dây cót họ, lúc nào cũng cho họ uống nước đường, cũng cho ru ngủ họ, bởi vì những cái lời lẽ thù hận, những cái lời lẽ mà và còn hình ảnh đó thì quấn khăn vàng, quấn caravat màu vàng, mặc áo màu vàng, treo cờ vàng rợp hết. Một cái lễ khai trương thôi, một cái lễ động thổ thôi, thậm chí là một cái lễ mà kỷ niệm gì đó thôi, nhiều khi sân khấu tràn đầy cái màu vàng, tràn đầy cờ vàng, hô hào dữ dội lắm. Nhưng mà vừa rồi thì đón tiếp ông Mark Rapper không có ai có cờ vàng hết. Thì qua cái sự kiện mà đón tiếp như vậy, chúng tôi nhận được những cái sự mà trao đổi đó, có người nói rằng là anh Minh Giang ơi, sau cái đợt này rồi thì chắc chắn rằng các cái dân cử mà thường hay mị dân đó, thường hay khoác áo cờ vàng, thường hay treo cờ vàng, thường hay nói những cái điều mà thù hằn với cái chính quyền ở Việt Nam, thì tới đây họ đừng nên làm cái điều đó nữa. Và họ không có cái cớ gì để mà họ làm cái điều đó được cả, bởi vì nó lòi ra hết rồi, bởi vì nó lộ tẩy rồi, bởi vì nó không còn che giấu được nữa, không còn ma mị người khác được nữa. Bởi vì thậm chí là có những người họ gắt hơn, họ chống cộng gọi là dữ dội hơn, thì gọi là cái kiểu mà cực đoan hơn, thì họ nói rằng đúng ra là không nên tiếp ông Mark Zuckerberg nữa. Bởi vì anh hô hào chống cộng mà ông Mark Zuckerberg là một cái người đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Có nói rằng đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng nhất trong 8 cái đại sứ của Hoa Kỳ đã từng làm việc tại Việt Nam. Những ông đại sứ đầu tiên, dĩ nhiên là mỗi cái nhiệm kỳ của mỗi đại sứ đều có cái vai trò quan trọng, nó phù hợp với từng thời điểm theo cái chiến lược quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ông Mark Rapper đến thời điểm này đó
là thời điểm đóng nắp quan hệ giữa Việt Mỹ. Bởi vì việc Mỹ trong suốt hai thập kỷ vừa qua, hơn hai thập kỷ vừa qua là mò mẫm, rồi đến hiểu biết, rồi đến thân thiện, rồi đến hợp tác chặt chẽ, và bây giờ là đóng nắp siết lại ở cái chỗ bù loan con tán là chiến lược toàn diện. Cái vai trò của ông MacArthur rất là quan trọng. Người ta mà dùng cái từ là ông MacArthur thân thiện với chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đúng, hoặc là đóng vai trò quan trọng nhất để tạo ra cái sự hợp tác chặt chẽ, nâng lên là một cái đối tác chiến lược toàn diện công của ông MacArthur có lẽ là rất là lớn. Và ngay khi mà nhận cái nhiệm vụ gọi làm đại sứ đó, thì ông MacArthur cũng đã từng tuyên bố rằng nhiệm vụ chính của ông ta trong cái lúc mà làm ở đại sứ ở Việt Nam đó là giúp cho cái quan hệ Việt Mỹ phải nâng tầm theo những cái chiều sâu. Dĩ nhiên là bên cạnh đó không chỉ là về mặt lý thuyết, không chỉ là những cái ký kết ở tại Hà Nội để mà cho vui, mà thời gian vừa qua đã thấy có những cái động thái rất là rõ ràng. Ở trên thực tế có hàng loạt những cái văn bản, hàng loạt những cái diễn đàn, hàng loạt những cái chuyến thăm, cái chuyến mà tìm hiểu các cái cơ hội đầu tư, và ngay cả ở phía Việt Nam cũng vậy, hợp tác trên rất là nhiều các cái lĩnh vực, kể cả những cái lĩnh vực vô cùng khó tính khác biệt lớn như là dân chủ nhân quyền, Việt Nam cùng với Mỹ cũng phải ngồi lại để mà giải quyết. Trong cái lĩnh vực hợp tác về công nghệ, về ngay cả hợp tác về an ninh nữa, hợp tác rất là nhiều thứ. Và những cái điều này người ta phải đẩy lùi đi cái gọi là chống phá, những cái gọi là cản trở cái sự phát triển đó. Một cái môi trường nó phải là hợp tác thân thiện, hợp tác thân thiện. Cho nên gần như đó, mặc dù người ta không nói ra, nhưng mà có nhiều nhận định đưa ra là ông đại sứ của Hoa Kỳ đến cái vùng Lido Sài Gòn thì trước khi mà đến đây có lẽ là cũng đã có một số các thỏa thuận rồi. Có thỏa thuận là đến đây nhé, nhưng mà không có cờ vàng nhé, không có hô hào chống cộng nhé, không có hô hào thế này thế kia, không có cái này, không có cái nọ chẳng hạn. Thậm chí là những người hay là những cái tổ chức, những cái đảng phái mà gọi là chống cộng gì đó cũng còn không được mời nữa, không có được bén mảng tới cái khu vực đó nữa. Và họ phải ngồi nhìn từ xa thôi, ngồi thấy những anh YouTuber, những cái đài báo Việt ngữ gì ở trong khu vực họ quay lên thôi. Và thậm chí những người có mặt cái gọi là truyền thông ở tại cái khu vực đi nữa, họ cũng không được vào trong cái phòng đó. Hình ảnh nó vừa lục thoảng thấy rất là rõ không? Những cái người mà họ bảo vệ họ đuổi ra hết, không có được vào. Bởi vì không biết họ bàn cái chuyện quốc sự gì ở trong đó. Họ bàn những cái chuyện mà thiên cơ bất khả lậu gì trong đó mà chỉ có một nhóm người được mời trong đó có các dân cử. Các dân cử đã ngồi đó mà nghe ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dạy dỗ cái điều gì? Có phải là đang triển khai một cái nghị quyết về cái thực hiện làm sao nâng cấp cái quan hệ Việt-Mỹ, làm sao thực hiện những cái đường lối kết nối đoàn kết giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, hay làm sao và cái sự mà hợp tác giữa Hoa Kỳ với Việt Nam như vậy thì có lợi gì cho cái cộng đồng người Việt ở tại Nam California, tại cái vùng thủ phủ tị nạn này? Đến ngày hôm nay chưa có nghe một anh dân cử nào lên nói cả, chưa có nghe là sẽ lý giải là như thế nào, và đã nhận được cái chỉ thị gì, và đã lãnh hội được cái tư tưởng chủ đạo gì của ông MacArthur đối với cái cộng đồng cờ vàng này. Thì đây là cái điều rất là rõ ràng. Và chính vì cái điều đó đó, bây giờ những nhận định theo cái xu hướng thời cuộc thì họ cho rằng đã đến lúc rồi, đã đến lúc làm gã Mỹ với Việt Nam cũng xếp lại quá khứ rồi, gác lại quá khứ. Họ dùng cái từ chính xác là gác lại quá khứ. Và gác lại quá khứ như vậy thì bây giờ không thể để cho những cái sự khác biệt đó nó cản trở cái sự phát triển. Cho nên thì ai cũng nhiều cái nhận định đưa ra đó là tới đây chúng ta sẽ chứng kiến trong cái cộng đồng cờ vàng, người ta vận động người ta sẽ không lấy cờ vàng ra để mà xin phiếu nữa. Người ta sẽ không hô hào là đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, đa đảng cho Việt Nam, cái gì mà những cái tờ đó là những cái lời nói sáo rỗng, những cái lời nói mà mỹ dân, những cái lời nói mà để lên dây cót tinh thần của một nhóm gọi là chống cộng, gọi là còn thù hằn thôi, gọi là ru ngủ mấy ông già bà cả ở đây rất là tội nghiệp. Những cái kiểu đó là phải chấm dứt thôi, hoặc là đứng ra để mà quyên tiền gây quỹ xin ăn đó, mà theo cái kiểu mà mượn cái lá cờ vàng đó sẽ không còn nữa. Đặc biệt là những cái thành phần đã từng tiếp ông đại sứ MacArthur vừa qua
Đó là cái điều mà nhiều người họ nhận định gay gắt như vậy. Nhưng mà riêng đối với Minh Giang thì sao? Các bạn đặt cái vấn đề là riêng Minh Giang nghĩ như thế nào? Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà kết nối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là cái điều mà tất yếu rồi, bởi vì cái xu thế chung là nó như vậy. Và cái nhà nước lớn là nhà nước của Mỹ đó, cái chính quyền của ông Joe Biden, và đã thống nhất như vậy, đã đưa ra một cái chiến lược, và hai nước thì cái tầm mà gọi là tầm vĩ mô người ta đã xác định như vậy rồi. Thì bây giờ những dân cử dù ở cấp thấp đi nữa thì nhưng mà cũng nằm trong cái bộ máy của cái hệ thống chính trị của Hoa Kỳ, cho nên phải tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, tuân thủ cái đường lối chiến lược của Hoa Kỳ, chứ họ phải làm khác đâu. Còn cộng đồng thì có quyền lên án họ, có quyền chỉ trích họ là bởi vì họ bị dân, bởi vì họ lừa đảo các vị để mà họ lấy phiếu, thì quý vị phải lên tiếng thì cái chuyện đó của quý vị. Nhưng mà riêng đó chúng tôi không có muốn thấy rằng những cái sự chống đối, những cái sự mà tạo ra cái việc mà làm mất cái đoàn kết, bởi vì cái tư tưởng đoàn kết đó là cái ý muốn chung, ngay cả Mỹ họ cũng muốn là cái cộng đồng ổn định chứ. Ngay cả chính quyền ở Việt Nam khi mà đi sang Hoa Kỳ thì người ta cũng đã từng nói rất là nhiều tại nhiều cái giảng đường khác nhau, kêu gọi chính quyền của Hoa Kỳ hãy coi người Mỹ gốc Việt là một cái bộ phận không thể, bộ phận mà cần phải chú tâm, cần phải ưu đãi, cần phải có những cái sự đãi ngộ. Và Việt Nam thì trong cái nghị quyết 36 hay là những cái chiến lược của Việt Nam lúc nào cũng coi cộng đồng người Việt là cộng đồng không thể nổi, coi như là cái khúc ruột không thể, bộ phận không thể tách rời. Chính vì vậy thì cái sự thịnh vượng trong cộng đồng, sự đoàn kết, sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt cũng làm nở mặt nở mày cho cái người Việt chúng ta khắp nơi. Chính vì vậy thì có lẽ rằng những cái lá cờ vàng sẽ không còn nữa, sẽ không có còn để mà bị cái đám dân chữ cùi, cái đám mà dân cử nhân danh chống cộng đó, nó đem ra để mà nó lừa đảo nữa. Còn đối với chúng tôi đó, Minh Giang thì thấy rằng sau cái tiệc va ba đó hồi năm ngoái, thì đến ngày hôm nay nó có một cái tiến trình, nó có một cái sự chuyển biến, và người ta thấy là dân cử người ta đã thử lửa rồi, người ta thử lửa trong cái hội nghị cái tiệc ba ba đó rồi, và người ta cũng thử lửa luôn là cái cộng đồng đã phản ứng như thế nào. Nhiều cộng đồng lên tiếng lắm, thậm chí là chửi rủa, thậm chí là đòi biểu tình, thậm chí là ra tiên ngôn, tiên cáo, tiên láo gì lú thứ chuyện hết. Nhưng mà cuối cùng người ta thấy là có làm được cái gì đâu, không có si nhê gì họ cả, và thậm chí là có những dân cử bị chỉ trích rất là nặng nề mà người ta vẫn thắng cử, người ta vẫn ung dung, mà thậm chí là họ cũng còn lớn mạnh nữa. Vừa rồi thì có người ra quyên tiền gây quỹ cũng khá nhiều. Cho nên là những cái chuyện mà chống cộng, chống kẹo, quấn cờ vàng thì không có làm ai sợ nữa. Và nói rằng là thân cộng, nói rằng là ăn tiền của cộng sản hay là ăn tiệc do cộng sản tài trợ, doanh nghiệp cộng sản, tài mẫu cộng sản thì cũng chả làm ai lo sợ nữa. Tức nghĩa là cái xu thế nó như vậy rồi, những cái cuộc thử lửa đã thấy rồi, qua cái va ba rồi, qua nhiều cái sự kiện nữa, qua nhiều cái sự kiện lắm, chúng ta không, chưa có muốn liệt kê ở đây. Chúng tôi sẽ làm nhiều, rất là nhiều các cái chương trình để mà nói về cái đề tài này, nói về cái sự kiện của ông McNabber đến cái vùng lý đô Sài Gòn ở nhiều góc nhìn khác nhau. Bởi vì chúng tôi nhận rất là nhiều những cái email, nhận rất là nhiều những cái thông tin, và chúng tôi cũng sẽ trao đổi với quý vị để mà chúng ta hiểu hơn về cái cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, và cái ý thức hệ của cái cộng đồng này hiện giờ nó đang xen với nhau, nó đấu tranh với nhau rất là dữ dội. Và chúng ta cũng sẽ lắng nghe những người trong cuộc, thí dụ như là dân cử hay là những cái người mà gọi là đại diện cộng đồng trong mấy ngày vừa qua mà có mặt trong cái cuộc mà tiếp xúc đối với ông McNabber đó. Và chúng tôi cũng đưa ra nhận định là ông McNabber đến cái khu vực này có lẽ là nó sự kết hợp giữa cái tư cách là cá nhân và cái tư cách của cái người đại diện của Hoa Kỳ luôn, và nó mang đi khá nhiều những cái thông điệp, và những cái thông điệp nó định hướng cho một cái chiến lược mới của cái quan hệ và cái cách làm, cái hoạch định của cái đường hướng phát triển của cái cộng đồng người Việt ở tại Nam California. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nói kết luận đó là sau cái cuộc đón tiếp vừa rồi, những cái người mà có mặt, những cái dân cử mà gọi là hô hào chống cộng đó, những cái người mà đại diện cộng đồng các thứ mà lúc nào cũng quấn cờ vàng, chúng tôi là hậu vệ, chúng tôi là thế này thế kia, thì tới đây họ không có lấy những cái điều cờ vàng cờ đỏ rồi cờ vàng đồ ra, hay là những cái điều mà lời thù hằn đối với chính quyền Việt Nam ra để mà họ chiếm phiếu được, không hết rồi. Bởi vì
Có người họ nói với chúng tôi là cái nơi mà cần thiết là nơi đó, anh còn không có thể hiện được cái cờ vàng, lúc ở trong ba ba cần thể hiện cờ vàng không có, bởi vì có cái tiệc đó là do cộng sản tài trợ, do những cái doanh nghiệp của cộng sản tài trợ, rồi do một cái ông chủ là ông Đào Bích Dương là cái người làm ăn với chính quyền của Việt Nam, một cái chính quyền cộng sản, cho nên mấy ông không dám đeo cờ vàng, không dám thắt cravat mà vàng. Và cái chỗ mà ông Mark Dapper cũng vậy, là một cái đại sứ Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, làm ăn hợp tác, làm công tác của ông ta ngay tại cái xứ sở của cộng sản, có cờ vàng thì dĩ nhiên ông ta đâu có thèm đến đây, ông ta đâu có thèm tiếp xúc quý vị, mà vì cần cái sự tiếp xúc của ông này để mà đứng chụp hình chung, để bắt tay bắt chân, để mà coi như là lấy hơi, để mà kiếm phiếu, kiếm tiền, kiếm cơ hội làm ăn, kiếm cơ hội kết nối, cho nên là phải muối mặt. Không phải là muối mặt gì, bởi vì bản thân họ cũng đâu có chống cộng đâu, thỉnh thoảng thì họ mượn cờ vàng đó, họ kiếm phiếu cho vui, chứ họ có chống cộng quỷ gì. Cho nên là có nhiều bạn hỏi là cái phong trào chống cộng ở Mỹ là như thế nào, chúng tôi xin thưa là nó như vậy, nó đi xuống hố rồi, nó đóng nắp, là nhiều người nói là nó đóng nắp rồi, nhiều người nói là nó coi như là chôn vùi rồi, và quả thật là như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và sẽ trở lại cái đề tài này nữa trong những ngày tới với nhiều góc nhìn khác nhau. Xin kính chào quý vị.